Ok, hôm nay clip này mình sẽ giải mã những cái điều mà các bạn còn thắc mắc về cái chủ đề con chim cu gáy và đặc biệt cái kênh chim cu gáy hay của Thao Chim Cu Gáy. Một trong những cái mà mình được nhiều người để ý cái kênh của mình và có những cái tin dùng và có những cái quyết định đến với cái giao lưu về con chim cu gáy của bên mình là đầu tiên đó là thực ra là các bạn nên nhớ rằng là đã xác định chơi chim nó là cái thú thú tiêu dao. Các bạn nên nhớ là nó là rất là giống, thứ hai là giọng, thứ ba là giới tính và thứ tư là gì, độ thuần. Đó thì các bạn thấy đây là những chú chim mà theo cái phong cách huấn luyện của mình nó rất là ok. Đó thì về cơ bản những cái dãy suốt tuần thuật thế này mình hàng ngày mình đều huấn luyện trở thành một cái độ thuần rất là cao. Đó các bạn thấy là khi mình đưa ngón tay nó gù và những chú chim non của mình thì nó sẽ theo giống của bố mẹ và cái lượng chim cu non mình cung ra thị trường rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái bí mật với cái bản thân mình thì nó cũng đúc rút từ cái thực tế. Thời gian đầu thì mình nuôi chim non và để cho nó biết ăn và nó không được thuần cho lắm. Thời gian thứ hai sau thì mình bắt ra hoàn toàn để mình bón từ lúc còn 7 ngày tuổi cho đến lúc nó thuần biết ăn thì mình để cho các bác. Thì qua quá trình thì mình thấy là mình số lượng chim có thể lên đến hàng vài trăm con, rất là đông, rất là vất vả. Chính vì vậy đâm ra là mình mới tính đến phương án là lửa bón nửa nuôi bộ. Thì ví dụ như cái đôi chim này, một năm chúng có thể sinh sản cho Thao rất là nhiều cặp chim non. Và các bạn thấy đấy, cái cách mình làm chuồng là mình chằn viên gạch này lên và cái chuồng này là bịt kín hết, không có một lỗ nào để một con chuột có thể là tấn công con chim được, con rắn cũng rất là khó, hai ba lớp lưới. Và mình quyết định là mình khám phá, đó mình sẽ khám phá và gì, thực tế là khi làm như thế này thì mình tối mình bắt chim mẹ bắt chim con rất là gì, rất là tiện. Và các bạn thấy đấy, đây là cái giai đoạn mà mình có thể gì sát vô đây tí. Ồ tối hơi tối, ok không sao. Đó các bạn thấy nha, mình thấy là đó tay đó. Ồ hai chú chim thì tại sao khi các bạn nuôi từ lúc còn nhỏ, đó nuôi từ lúc còn nhỏ thì cái những chú chim này là chúng khi các bạn mang ra bón nó hay tớp 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 tớp, bởi vì là ok mình xin phép mình để vào đây cho nó, hôm nay nó hơi lạnh đâm ra mình cũng xin phép mình để vào đây. Đó. Anh em lưu ý là thời tiết nó cũng hơi tối đó, mình vừa mới bắt ra ở cái lỗ này và những chú chim mẹ thì nó cũng đã quen dần với cái việc là mình nuôi chung với nó rồi, để mình để vào đây cho nó sáng một chút. Đó thì các bạn thấy là những chú chim này thì mình đã hàng ngày mình hàng ngày mình đã cho nó sờ vào hơi tay từ lúc còn nhỏ. Như giai đoạn này thì các bạn thấy là một cặp chim như thế này, các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng có một con bao giờ nó cũng nụ hơn một chút và một con nhỉnh hơn một chút, và nếu như con này nó ăn tốt thì nó sẽ lớn gấp đôi con này luôn. Đó thì các bạn kiểm thấy là nó cũng đang giai đoạn này là các bạn nên tập cho nó có cái hơi tay của con người, nó vẫn chưa mở mắt, con này thì mở mắt rồi, hai con này cũng con này thì chưa. Đó thì các bạn thấy đấy, các bạn có thể là bón hỗ trợ cho mẹ nó, một phần là con mẹ nó sẽ có thời gian để giao phối với nhau và có thời gian để mà chuẩn bị cho lứa tiếp theo. Những giai đoạn như này là cái buồng trứng ở trong con chim mẹ nó đã phát triển rồi,
và thường sau khi nở được khoảng 2 ngày là chim trống đã bắt đầu là tranh thủ mã chim mái rồi. Đó, và các bạn đưa tay vào để cho nó rúi rúi như này, để cho nó có cái tư thế là nó rúc vào cái nhúm tay này, để sau này nó mình đút sinh nhanh cho nó dễ. Và như thế này thì các bạn thấy là gì, chúng ta lúc nào rảnh rỗi chúng ta có thể là mang ra chúng ta bón một chút và cho nó có hơi tay hơi người một chút, và sau khi chúng ta đi làm chúng ta bận rộn thì chúng ta lại thả vào để cho chú chim mẹ chú lại nuôi và chú lại u ấm. Thì chính vì thế đến cái lúc nào mà gần biết ăn, nó lông đuôi nó dài khoảng tầm này khoảng 2 phân rưỡi 3 phân, thì các bạn có thể bắt ra và lúc đấy chim vẫn không hề hoảng loạn tí nào, chúng sẽ vừa nhanh nhẹn khỏe mạnh nhờ có cái sữa của mẹ, hơi ấm của mẹ, và chúng cũng vẫn đạt được cái yếu tố là thuần hóa từ nhỏ. Chính vì vậy cái clip này mình xin chia sẻ một cái thực tế nhỏ nhỏ là mình làm cái điều như vậy, và vì sao các bạn đặt chim của mình rất là nhiều và rất là thấy là rất là mãn nguyện, bởi vì là mình đã luôn luôn tìm đến là cái độ thuần để cho các bạn có được những chú chim khách và những chú chim sinh sản. Cuối clip mình không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cú AI của mình. Hãy nhớ số tổng đài chim cú gáy của Thao là 0163530982, chuyên cung ứng là chim non, chim bố mẹ sinh sản, chim khách, chim hay về các âm giọng và màu lông, cũng như là chim mồi, trong đó là có mồi cây và mồi đất. Địa chỉ là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video về kinh nghiệm nuôi chim và bí quyết nuôi chim cũng như cách chữa bệnh cho chim. Thân ái, chào tạm biệt.